Xin chào mọi người, lại là mình đây. Cuối cùng chúng ta cũng có một tập đặc biệt với nhiều điều đang diễn ra vì tình hình của Cpen không rõ ràng như chúng ta nghĩ. Vì có vẻ như hắn ta có kế hoạch bí mật của riêng mình. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này. Chúng ta cũng bị mất Photoman, nhưng cuối cùng Mew không đẩy cũng tìm thấy con gái của mình. Có lẽ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ về các đặc vụ, vì họ sẽ sớm đoàn kết chống lại một mối đe dọa chung. Nói chung tập này rất hay vì nó giải thích rất nhiều điều về cốt truyện, nên chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói. Trong video này tôi sẽ cho bạn biết điều gì đã xảy ra và nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta trong tương lai. Vì vậy hãy đảm bảo bạn ở lại đến cuối để tìm hiểu thêm điều gì đang xảy ra. Ngoài ra, tôi cũng đã có được ảnh leak của tập 42 Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào đó, like và đăng ký để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Chúng ta bắt đầu tập phim ở căn cứ Pencilman. Và ngay ở góc bên trái, bạn có thể thấy mô tả những sự kiện này xảy ra sau khi căn cứ camera bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là các sự kiện xảy ra ở đây sau khi Skibidi cố gắng phá hủy căn cứ camera. Nhưng tôi có một câu hỏi là tại sao Cpen lại trở lại hình dạng bình thường? Vì chúng ta thấy rằng anh ấy trở thành Titan Counter và phải chiến đấu chống lại Titan Pencil. Tôi rất bối rối về điểm này, nhưng Doom Studio đã nói với rằng Cpen có thể điều khiển cơ thể của Titan Counter Man ở một khoảng cách rất thuận tiện. Vì hắn ta có thể ở hai nơi cùng một lúc. Đột nhiên một máy dịch chuyển mở ra phía sau Cpen và từ đó máy bay không người lái của Master cùng với một số máy bay không người lái xuất hiện. Các khối được bao quanh bởi năng lượng màu vàng đã bảo Cpen không được di chuyển. Và cũng bắt đầu hành động như một tên khốn vì nó nói rằng anh ta không đáng gì ngoài việc biến thành cát bụi. Nhưng chủ nhân của họ muốn giữ anh ta làm đồ chơi của mình trong một thời gian. Anh ta chỉ là một món đồ chơi vì anh ta có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào. Vì anh ta cảm thấy mình chỉ là một món đồ chơi. Đúng là như vậy, rõ ràng rằng Cpen không thực sự đứng về phía họ. Và tôi sẽ giải thích điều đó cho bạn. Sau khi cô máy làm điều gì đó, Cpen được bao phủ bởi năng lượng màu vàng, cho anh ta khả năng biến mình thành phi vật chất và đi xuyên qua các vật thể. Khi Cpen đi xuyên qua bức tường, cha anh ấy và một vài đặc vụ đang đợi anh ấy. Nhưng thành thật mà nói, nếu Cpen muốn thì anh ấy có thể xé nát họ trong vài giây. Và nếu tôi là cha của anh ấy, tôi sẽ huy động cả một đội quân để chống lại anh chàng đó. Nhưng có lẽ anh ấy tin rằng Cpen sẽ không làm tổn thương anh ấy. Nên Father Pencil Man đã ra lệnh cho các đặc vụ dừng lại. Và để họ yên, bắt đầu nói rằng Cpen đã vượt quá giới hạn. Cố gắng giết đồng minh của mình, Cpen lại lấy lại hình dạng tá và bắt đầu nói đùa về việc anh đã vượt qua ranh giới như thế nào khi giết những người mà bố không thực sự ra lệnh cho anh giết. Cpen nói rằng anh đã trở thành thứ mà cha anh đã biến anh trở thành. Và hỏi bố có tự hào về anh không? Bố anh trả lời rằng kẻ phản bội lén lút là điều cuối cùng anh nghĩ đến khi tạo ra anh như thể cha anh ta. Không mong đợi anh trở thành kẻ phản bội. Và Cpen bắt đầu nói về những điều vô nghĩa điên rồ. Như thế giới đang hỗn loạn và luôn có ai đó mạnh mẽ cần phải ngăn chặn. Nhưng sau đó anh ấy nói rằng để chiến thắng, bạn không cần phải là người mạnh nhất, bạn phải là người thông minh nhất để sống sót. Và cha anh ấy trả lời rằng ông ấy đã từ chối những điều này từ những người ngoài hành tinh. Có nghĩa là họ đã cố gắng lôi kéo Father Penman về phía họ. Nhưng anh ấy biết họ sẽ không dừng lại. Và cuối cùng họ đã có được Cpen. Anh ấy nói thêm rằng Cpen thật là một kẻ ngốc nếu anh ấy nghĩ rằng họ sẽ để anh ấy sống. Và rằng anh ấy đã một sự thất vọng sau những lời này. Hắn đã phát điên, cố gắng bóp cổ cha. Hắn ta nói, tại sao bạn lại đánh giá thấp tôi đến mức này? Tại thời điểm này tôi tin rằng Cpen thực sự rất thông minh và người duy nhất ngu ngốc ở đây là cha của anh ấy. Tóm lại chúng ta thấy Cpen không thực sự đứng về phía Master. Và anh ấy có những kế hoạch của riêng mình. Nhưng Cpen để cha mình sống. Hắn ta hy vọng cha anh ấy có thể thấy kế hoạch của anh ấy sẽ ra sao nếu cha sống đến ngày đó. Và cuối cùng cha anh ấy sẽ tự hào về anh ấy. Sau đó Cpen lại đi nơi khác. Và Father Penman bảo các đặc vụ hãy sẵn sàng, vì họ sẽ tiến hành kế hoạch mới. Tôi không biết kế hoạch mới đó là gì, nên chúng ta sẽ phải xem cho đến khi thời điểm đó đến. Nhưng có lẽ Father đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Cpen đã mở một cánh cổng và định đi đâu đó. Nhưng sau đó một chiếc máy bay không người lái xuất hiện và nói rằng cô bé vẫn còn sống và rằng anh ta đã làm hỏng việc. Cpen rất tức giận vì không thể tin được. Đó là bởi vì hệ thống của anh ấy chưa bao giờ sai. Và anh ấy đã quét mọi thứ ở đó và không có sự sống ở đó. Và chiếc máy bay không người lái ngu ngốc này nói rằng không thể có sai lầm. Có nghĩa là Cpen đã không hoàn thành công việc. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao gã Titan Counter Man lại không tuân theo mệnh lệnh. Và sau đó Cpen bắt đầu run rẩy cùng tức giận. Anh ta quay lại vị trí đó để hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng ta nhìn thấy Photoman sống sót sau khi Cpen tấn công.
chúng ta nghe thấy một số tiếng động và khi Sepen xuất hiện để hoàn thành công việc của mình, Photoman đã lấy được cây bút ma thuật có thể khiến ai đó vô hình bằng mực. Và anh ta đổ hết mực lên cánh tay của cô gái để khiến cô ấy tàng hình để bảo vệ cô ấy. Sepen như điên theo đúng nghĩa đen để giết cô ấy. Và ngay lập tức bắt đầu dùng súng bắn khắp nơi. Sepen tóm lấy Photoman và nói với anh ta tại sao anh ta không thể chết. Bắt đầu tiêu diệt anh ta bằng tia laser và đánh anh ta xuống đất. Nhưng đột nhiên một máy bay không người lái xuất hiện và báo cáo rằng có thứ gì đó mạnh mẽ đang đến gần. Và như bạn đoán đó là chỉ huy Mail 07. Thứ đó quá nhanh và anh ta không có cơ hội. Và họ tốt hơn là nên tránh đi. Nhưng anh bạn đã thả tóm lấy và phá hủy nó, điều mà tôi không ngờ tới. Ý tôi là tôi đã nhận ra Sepen không thực sự đứng về phía họ. Nhưng tôi không ngờ anh ta hành động nhanh đến vậy. Tôi rất vui vì anh ấy đã phá hủy nó. Chỉ huy đâm vào anh ấy, xé toạc cánh tay anh ấy bằng một khẩu súng máy. Nhưng Sepen đã sử dụng một kỹ năng mới và biến bản thân thành phi vật chất, do đó né tránh cuộc tấn công hạt nhân của anh ta. Và thậm chí còn chọc ghẹo anh ta rằng: ồ, tôi không thể chứng kiến sự tàn bạo đến mức này. Bắt đầu cười và chỉ bốc hơi khi người chỉ huy nói bạn khốn kiếp. Mail 07 đã nghe thấy âm thanh về cô gái cầu xin Photoman đừng chết. Vì cô ấy đã mất hết bạn bè, và mẹ cô ấy cũng mất, nhưng cô con gái và người cha đã gặp nhau. Và điều đầu tiên cô ấy yêu cầu là cha hãy giúp đỡ Photoman. Thành thật mà nói, đó là một khoảnh khắc buồn. Tôi nghĩ lẽ ra cô bé nên thể hiện phản ứng sốc rồi nhanh chóng đến gặp cha mình. Đây là khoảnh khắc cảm động vì ở giai đoạn cuối của cuộc đời, anh đã nắm lấy tay cô gái như thể anh sẽ luôn ở bên cô ấy trong trái tim. Cô bé sẽ không lo lắng như thể anh ấy đang giao cô ấy cho Mail 07. Điều đó thực sự rất cảm động. Mail 07 muốn rơi nước mắt nhưng cuối cùng Photoman vẫn cố gắng làm chúng ta ngạc nhiên khi anh lấy ra một chiếc huy chương. Và ở cuối lộ ra hai ngón tay như thể mọi thứ đều vui vẻ. Và tôi thực sự cảm thấy tiếc cho anh chàng này vì anh ấy thực sự người tốt. Anh đã trở thành một trong những nhân vật yêu thích của tôi. Nên hãy yên nghỉ nhé anh bạn, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh. Và sau khi anh qua đời, người chỉ huy mở nó ra. Và thấy một điều khiến tôi sốc, vì trên bức ảnh có hai nhà khoa học cùng một người đàn ông trong ảnh. Cũng như trên hộp của các nhà khoa học có một dòng chữ nói trợ lý nấu ăn. Khiến chúng ta nhận ra rằng chính các nhà khoa học đã tạo ra đặc vụ này. Và có lẽ họ thậm chí còn tạo ra các đặc vụ khác. Điều đó thực sự làm tôi sốc. Và người đàn ông chụp ảnh này là một trong những nhân vật biết rất nhiều. Thậm chí có thể cả Mail 07 cũng không biết nhiều như Photoman. Nhưng dù sao thì anh ta cũng mang theo mọi bí mật khi anh ấy đã chết. Và chúng ta sẽ phải xây dựng một loạt giả thuyết xung quanh chuyện đó. Vì vậy hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì trong phần bình luận. Sau đó chỉ huy nhớ lại những gì họ đã nói về việc có thể hợp tác với các đặc vụ. Có vẻ như chỉ huy thực sự nghĩ về điều đó. Bởi vì anh ấy nhận ra rằng không phải đặc vụ đã giết tất cả những người đó, mà là Sepen. Nhưng đột nhiên anh ấy nghe thấy thứ gì đó đang đến, và đó là Mail 09, người mà chúng ta đã lâu không gặp. Anh ấy nói rằng nghiên cứu của anh ấy mất nhiều thời gian hơn anh ấy nghĩ. Nhưng anh ấy nói ngắn gọn rằng họ đã tiêu, và họ không phải là những người duy nhất tiêu đời. Liên minh cũng như vậy. Họ và liên minh cần phải đình chiến để có cơ hội về việc đứng lên chống lại Master và quân đội của ông ta. Nhưng người chỉ huy không phản ứng và chỉ vui mừng khi thấy người bạn của mình quay lại. Và sau đó chúng ta được thấy căn cứ của camera bị phá hủy, nơi một cánh cổng mở ra với Sepen và một máy bay không người lái khác. Bước ra từ đó, hắn ta hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô máy. Nhưng rõ ràng Sepen đã đổ lỗi cho người chỉ huy. Và anh ta nói rằng họ cần phải loại bỏ người chỉ huy trước khi anh ta đình chiến với liên minh. Và đó là kết thúc của tập phim trong. Hóa ra Sepen thực sự là một đặc vụ tay ba. Vì anh ta không làm việc cho Master, và anh ta có một số kế hoạch lớn của riêng mình. Tôi cũng chắc chắn rằng sẽ có một thỏa thuận đình chiến giữa liên minh và Skibidi. Mail 07 sẽ ra lệnh cho tất cả quân đội để chiến đấu chống lại Master. Bây giờ hãy phân tích ảnh leak Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ tập 42. Trong khung hình, chúng ta thấy Lack Clockman và Titan Clockman hợp sức đánh bại Sinister Titan Clockman. Điều đó có nghĩa ở tập 42 là một trận chiến lớn. Có rất nhiều điều đang chờ chúng ta phía trước. Video tới đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.